Kết quả nghiên cứu của công ty Ionen, chuyên nghiên cứu và tư vấn về nước, tiến hành bằng nguồn tài chính từ chương trình sáng kiến hạ lưu Mekong của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay các con đập của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong đã tích một lượng nước lớn trong giai đoạn hạn hán nghiêm trọng, hoành hành các nước ở hạ nguồn năm ngoái. Sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Vào đợt hạn, mực nước ở hạ lưu Mekong giảm xuống mức thấp nhất, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân khu vực hạ lưu. Đánh giá độ ẩm bề mặt qua vệ tinh tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho thấy lượng mưa tại khu vực này trong năm 2019 cao hơn mức trung bình, kết hợp lượng tuyết tan từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nước sông ở biên giới Lào-Thái Lan thấp hơn đến 3 mét so với mức thông thường. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu nước bề mặt từ nước mưa và tuyết tan tại phần thượng nguồn sông Mekong ở Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2019. Dữ liệu này sau đó được so sánh với dữ liệu mực nước sông Mekong để đánh giá về sự tương quan tự nhiên của nước sông với lượng mưa và tuyết tan ở thượng nguồn. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ nghiên cứu. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vì lý giải Trung Quốc xây đập trên sông Lan Thương, tên Trung Quốc gọi sông Mekong, gây hạn hán ở hạ nguồn là vô lý. Tỉnh Vân Nam chịu hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái và trữ lượng nước tại các con đập hạ xuống mức thấp nhất lịch sử. Ông Brian Yeller, giám đốc Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Stevenson, cho biết hoặc là Trung Quốc nói dối, hoặc các con đập của họ nói dối, ai đó đang nói không đúng sự thật. Đồng thời, ông còn lưu ý, dữ liệu của Ionen xác nhận mối lo ngại lâu nay là tình hình hạn hán nghiêm trọng ở hạ lưu là hậu quả từ chính sách quản lý nước của Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn giữ lấy nước sông là của riêng, không phải hàng hóa dùng chung.